Xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Hiện tại thì xưởng đóng thùng ong nhà em hôm nay chuyển sang làm cầu. Đấy, đợt này thì các bác đang có nhu cầu sử dụng là về cái thùng nuôi ong, cầu nuôi ong và chân tầng rất là nhiều. Thì đối với bác nào mà đang thiếu những cái vật tư này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn video ngày hôm nay thì giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái phôi cầu nuôi ong cũng như là về cầu nuôi ong nội địa để bác nào mà có nhu cầu thì các bác tham khảo. Thì về cầu nuôi ong này thì đầu tiên là phải nói đến là cái số lượng. Thì làm ra số lượng thì các bác mua hàng thì nó mới được rẻ. Đấy, giá cầu hiện tại thì một cái cầu đóng sẵn hoàn chỉnh thì nó chỉ có mấy nghìn đồng thôi, trên một chiếc thôi. Còn về cái phôi cầu nó sẽ rẻ hơn. Còn ưu điểm để mua hai cái này giá cước nó rẻ thì các bác cùng tham khảo kỹ về video. Về một cái cầu đóng sẵn như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng là 2 lạng này các bác này. Đấy, thêm một cái đũa nữa thì nó rơi vào là 2 lạng trên một cái cầu. Ví dụ các bác mua 10 cầu thì 2 cân thì nó mất 30.000 tiền cước vận chuyển này. Còn ví dụ các bác mua cầu đóng sẵn này rồi thì các bác tham khảo là lên mua thêm là về cái thùng nuôi ong ấy, thì các bác bỏ cái thùng nuôi ong vào. Đấy, bỏ cái thùng nuôi ong, bỏ cái cầu vào cái thùng nuôi ong ấy, thì cái thùng nuôi ong nó sẽ chịu cước toàn bộ. Đấy, về khung cầu này thì giá cả của nó hợp lý. Còn về cái phôi cầu ấy, phôi cầu khi các bác mua ấy thì ví dụ mà các bác không mua thùng thì các bác lên mua phôi cầu về tự đóng. Thứ nhất nó sẽ rẻ hơn được là 1.000 đồng rưỡi trên một cái phôi cầu về tự đóng. Và cái thứ hai nữa là giá cước nó rất là rẻ. Là một cái cầu như thế này mà xếp gọn gàng vào. Đấy, 100 cái phôi cầu thì giá cước của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6-70.000 thôi. Đấy, thì các bác nên tham khảo. Còn về cầu nuôi ong đây thì nó là cái cầu tiêu chuẩn dành cho ong lội rồi. Đấy, thì bản cái trước mặt đây thì em làm cho các bác là tầm khoảng 2/9 này. Đấy, chân đã được khoan lỗ này. Tổng cộng nó khoan 3 lỗ để về các bác căng dây thép nhé. Còn ở giữa thì xẻ lỗ này. Đấy, xẻ rãnh cho các bác để về các bác hàn chân tầng cho nó chắc. Còn về cái cầu này thì nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cái thùng nuôi dành cho ong lội. Đấy, cầu này là cầu 4221 này. Đấy, chiều cao các bác. Còn phôi cầu đây. Ví dụ các bác mua phôi cầu thì em sẽ nhặt phôi cầu như thế này để gửi cho các bác này. Đấy, chân này. Như thế này là một bộ này, hai cái chân này. Một cái đũa này. Và một cái bản cái này. Đấy, như thế này là một cái cầu này. Đấy, về các bác tự đóng này, còn khoan ấy thì nhà em khoan hết cho các bác như thế này rồi. Đó, khoan hết sạch rồi. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn cầu thì một tháng thường em sẽ bỏ ra tầm khoảng 7 buổi để làm cầu. Thì các bác thấy số lượng này. Đấy, làm bây giờ mới gọi là đầu giờ chiều thôi. Đã hoàn thiện được gọi là 500 này. Rất là nhiều. Cầu đóng sẵn đây, đóng xong rồi đây. Trà chiếc nhẵn nhụ cho các bác đây. Thì nó đẹp như thế này. Đấy. Gỗ thì nhà em làm bằng gỗ keo nhé. Gỗ keo thì các bác thấy đây. Đấy, gỗ keo đã khô kiệt rồi. Đấy, giờ nó rất là nhẹ. Đấy, thẳng này. Đấy, các bác thấy rồi, trên video rất là thẳng. Còn hàng thì tất cả những cái mặt hàng này nhà em gửi đi cho các bác ấy, thì các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác yên tâm. Đấy, từ về chất lượng cho tới là giá cả. Còn muốn biết giá cả cụ thể thì các bác liên hệ trực tiếp cho em để số điện thoại góc màn hình video. Đấy, còn video ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác là về cầu nuôi ong thôi. Đấy, bác nào muốn nhu cầu mua thì liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác nhé.